Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ qua bài học kế tiếp đó là quản lý trạng thái với ASP.NET. Thì nội dung của bài này sẽ bao gồm 4 phần. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết là quản lý trạng thái là cái gì, tại sao chúng ta cần phải quản lý trạng thái. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào ba cái loại trạng thái mà chúng ta có thể xử lý trong ASP.NET. Thứ nhất là client-based state, và cái kế tiếp là server-based state, và cuối cùng là caching ha. Thì đầu tiên giới thiệu về cái quản lý trạng thái, thì trước khi vào cái phần quản lý trạng thái thì chúng ta nhắc lại về cái cơ chế hoạt động của web. Thì tất cả website của chúng ta thì sẽ được đặt ở trên web server, cái host đúng nè, tức là những cái hệ thống file, những cái web application nó được đặt trên web server. Người dùng thông qua mạng internet hoặc là mạng LAN, nếu mà web server đặt trong mạng LAN, thì người dùng muốn truy xuất vào trong cái trang web thì phải sử dụng một cái trình duyệt là cái browser, và người dùng client sẽ gõ cái địa chỉ URL, tức là cái định danh tới cái trang web cụ thể trên cái web server để yêu cầu server trả về. Thế thì khi người dùng gõ cái địa chỉ URL này và nhấn nút enter ở trên cái trình duyệt, ví dụ trên IE chẳng hạn, thì web, cái trình duyệt của chúng ta sẽ thực hiện các thao tác như là nó sẽ phân giải, nó chạy lên cái DNS server, nhờ DNS server phân giải cái địa chỉ URL thành cái địa chỉ IP của cái web server. Sau đó trình duyệt sẽ thiết lập kết nối TCP IP qua cổng, thường là mặc định là port 80 để kết nối với server. Nếu kết nối thành công thì trình duyệt sẽ gửi một cái HTTP request lên tới server, tức là yêu cầu server là hãy trả về cho tôi cái trang, ví dụ như là hello.asps chẳng hạn. Thì khi server nhận được cái yêu cầu đó thì server sẽ lấy cái trang web đó ra. Nếu là trang web tỉnh thì server sẽ trả về, còn nếu như là trang web động thì server sẽ xử lý cái trang web đó rồi mới trả về kết quả là HTTP response. Người dùng nhận được cái trang web mà server trả về sẽ hiển thị lên trình duyệt hay để xem, và sau đó thì trình duyệt sẽ tự động cắt kết nối với web server. Thế thì bất cứ lúc nào người dùng yêu cầu tới một cái trang web lên trên server á, thì cái trình duyệt cũng phải thực hiện tất cả các thao tác này, là năm cái bước này. Thì này có nghĩa là cái gì? Mỗi lần người dùng yêu cầu một trang web thì cái trình duyệt nó sẽ xem như cái yêu cầu của người dùng là hoàn toàn mới, và nó phải kết nối lại với cái server. Thế thì hai cái request, ví dụ tôi đang ở trong cái trang là trang hello, trong cái site đó nó có trang about, thì tôi vào trang about thì coi như hai cái request của tôi là hai cái hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên trên thực tế thì các những cái ứng dụng web á, thì ở hai lần request thì đôi khi nó cần phải có những cái thông tin chung là đó. Nên là những cái ứng dụng web thì cần phải chia sẻ thông tin giữa các request với nhau, giữa các trang web phải có những cái gì đó chung. Nhưng mà cái giao thức HTTP cho phép người dùng truy cập tới trang web á, thì nó được gọi là stateless, tức là không có trạng thái. Hai cái request hai lần khác nhau là coi như là hoàn toàn không có liên quan gì tới nhau cả. Nhưng thực tế thì ứng dụng là cần phải có liên quan. Như vậy thì cần phải quản lý trạng thái. Thì ASP.NET nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái cơ chế cho phép quản lý cái thông tin trạng thái giữa các request. Thì để hiểu rõ hơn là tại sao cái ứng dụng của chúng ta cần chia sẻ thông tin giữa các request, thì chúng ta đi coi một số cái ví dụ ha. Như đây là một cái trang web demo. Ở đây tôi sẽ demo hết tất cả những cái kỹ thuật mà trong cái bài học hôm nay chúng ta sẽ được học. Thì chúng ta coi trước, tôi giải thích trước một số. Thế, ví dụ, đối với cái vấn đề thứ nhất là lưu cái username và password, hoặc lưu cái thông tin của người dùng, thì có cái ví dụ như các bạn vào trong những cái trang đăng nhập chẳng hạn, các bạn thường hay thấy có một cái nút checkbox đó là lưu lại cái mật khẩu của mình để lần đăng nhập sau, khi chúng ta mở lên cái trang web đó thì cái username và password của chúng ta nó tự động được điền vào sẵn. Thì ở hai lần tôi cũng truy xuất vào trang web đó, nếu như là dùng sử dụng giao thức HTTP của web á, thì cái trình duyệt nó sẽ xem như là hai lần đó là hai tầng hoàn toàn khác nhau. Như vậy tại sao lần đầu tôi lưu xuống username thông tin thì lần sau tôi mở lên thì những cái thông tin nó lại hiển thị được lên? Thì rõ ràng là cái thông tin đó ở hai lần nó đã được lưu ở đâu đó, mà trang web của chúng ta hay cái trình duyệt của chúng ta có khả năng truy xuất tới nó. Thì đó là đối với một người, hoặc là cái chức năng là
shopping cart ha. Thì chúng ta hiển thị danh sách các sản phẩm. Thì ở đây là cái trang là đây là trang shopping cart ha, nó hiển thị danh sách sản phẩm. Tôi có thể add một cái sản phẩm vào trong cái giỏ hàng của tôi ha. Rồi sau mà tôi quay lại, tôi xem một cái trang sản phẩm khác chi tiết, tôi mới add cái sản phẩm đó vào. Thì cái giỏ hàng của tôi ở đây là một cái trang hoàn toàn khác, hay là trang là trang view card, còn trang bên kia là trang shopping card. Thế thì hai trang khác nhau nhưng mà nội dung thông tin tôi đã chọn trước đó nó vẫn còn được lưu giữ, đúng không nè? Vậy thì rõ ràng là cái nhu cầu là các trang web trong cùng một site có nhu cầu là cần phải có những cái thông tin chung ha, mà cần phải quản lý giữa các lần request của user. Thế thì ASP.NET nó cung cấp cho chúng ta những cái cơ chế nào? Thì cái vấn đề quản lý trạng thái trong ASP.NET á, nó được chia ra làm hai loại. Hay là cái trạng thái nó được lưu ở đâu? Ở client hay là ở phía server, tức là những cái thông tin. Như cái nãy các bạn nhìn thấy thông tin lưu username hay là lưu email, hay là cái thông tin giỏ hàng của chúng ta nó được lưu ở đâu ha. Thì cái trạng thái đó nó có thể được lưu ở hai nơi. Thứ nhất, ở phần client side ha, hoặc là cái phần server side. Thì trong cái client side thì ASP.NET nó cung cấp cho chúng ta những cái kỹ thuật là view state, hidden field cookie, control state và query string ha. Còn trong server side thì chúng ta sẽ có section, application, caching và database. Thì cái database chúng ta đã học rồi, tức là tất cả các dữ liệu gì của chúng ta được lưu trong database, thì tất cả mọi người khi mở cái trang web đó ra, nếu như trang web nó lấy hiển thị các sản phẩm ở trong cùng một cái database thì tất cả mọi người đều nhìn thấy giống nhau ha. Thì ở đây chúng ta sẽ học những cái phần như là bên client side và ba cái phần còn lại, section, application và caching ha. Thì để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ vào xem chi tiết của từng loại. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái loại là client based. Client based là gì? Tức là những cái đối tượng, trạng thái, những cái thông tin mà người dùng cần chia sẻ, nó sẽ được lưu trữ ở máy client ha. Và chúng ta trong ASP.NET thì nó cung cấp cho chúng ta các loại sau. Thứ nhất là view state, control state, query string, hidden fields và cookies. Thì đầu tiên, view state. View state là cái gì? Ha, view state là cái thông tin trạng thái của các control ha. Là nó cũng cái thông tin này đã được duy trì trong giữa những lần postback xảy ra. Thì, ví dụ ha, trong đây tôi vào một cái trang trong web nó có sử dụng view state, thì tất cả những cái trạng thái, thì đây là cái control, đây là control list view, cái thông tin tôi đã bài dữ liệu lên trên đây, thì tất cả các trạng thái này nó được lưu trữ. Hay ví dụ như ở những cái lần truy cập sau thì cái những cái thông tin này nó sẽ có thể được đọc và hiển thị lên, nếu như bạn có thay đổi thì những cái lần kế tiếp nó sẽ được cập nhật. Sẽ bị treo rồi. À, một cái ví dụ khác dễ dàng nhận thấy nhất ở view state đó là ví dụ như chúng ta có cái form cho phép người dùng nhập vào một cái ô text box, thì khi người dùng click vào một cái button xong rồi chúng ta hiển thị cái thông tin lên, thì sau khi chúng ta đã hiển thị thông tin lên, nếu như các bạn để ý nhìn vào trong cái ô text box đó thì các bạn sẽ thấy là cái nội dung mà chúng ta đã nhập vào trong cái ô text box nó vẫn được giữ nguyên như cũ.
Đáng lý ra nếu như theo thông thường, nếu bạn làm theo những cái công nghệ khác như ví dụ như PHP, thì các bạn sẽ thấy là khi trang web chúng ta gửi trở về những cái dữ liệu người dùng nhập vào trong textbox, gửi về trên server, server xử lý xong trả về kết quả, thì mặc định cái textbox đó nó phải reset lại cái trạng thái là rỗng như ban đầu. Là trên tuy nhiên ở trong ASP.NET đó, thì cái trạng thái mà người dùng đã nhập vào trong cái ô textbox nó được lưu giữ. Khi người dùng submit postback về trên bên server, server xử lý xong hiển thị quay trở lại, thì tất cả những cái trạng thái trên cái textbox nó vẫn có thể được giữ nguyên nếu như trên server không làm thay đổi cái trạng thái đó. Thì cái view state này nó được lưu trữ như thế nào? Ha? Thì trong một cái trang web có sử dụng các control, cái thông tin trên cái trang web nó sẽ được trạng thái đó đó nó sẽ được mã hóa và nhúng trong trang web dưới dạng ẩn. Tức là bình thường nhìn trong cái trang web chúng ta không thấy cái trang web gì nó có cái điểm gì đặc biệt cả. Tuy nhiên nếu chúng ta view cái sụt lên thì chúng ta sẽ thấy trong cái phần sụt đó, nó sẽ có một cái thẻ đặc biệt, tức là thẻ input type hidden với cái name là view state, và cái giá trị của nó là một cái giá trị đã được mã hóa. Thì cái view state này á, người ta khuyến cáo là không thích hợp cho các control chứa nhiều dữ liệu. Ví dụ chúng ta quay lại cái trang demo nãy, đây là cái trang enable view state, là chúng ta có sử dụng view state. Trang web này thì là tôi sử dụng một cái list view để hiển thị danh sách những cái điện thoại di động. Thì đây nhìn trên cái trang giao diện này các bạn không thấy có gì đặc biệt, nhưng nếu như khi chúng ta view sụt lên ha, và các bạn tìm nha, chúng ta sẽ thấy có một cái thẻ là thẻ input time là hidden view state, và cái giá trị của nó rất là dài ha, bởi vì chúng ta đang, ở đây chúng ta đang sử dụng cái control là lấy dữ liệu này, do đó cái trạng thái của tất cả những cái thành phần hiển thị lên trên cái control đó nó đều được lưu trữ lại. Như đó là sẽ làm chiếm cái băng thông, làm chiếm cái lượng dung lượng của cái trang web của chúng ta. Do đó là người ta khuyến cáo là không nên sử dụng nó. Thế thì mặc định á, thì cái view state nó sẽ được kích hoạt, tức là nó được enable cho tất cả các server control. Hay như trong trường hợp những cái read view, những cái list view, chúng ta thấy là nó là những cái view lấy dữ liệu, nó có thể thay đổi thường xuyên, thì chúng ta không nên lưu trữ cái trạng thái của nó. Ví dụ cái trạng thái của nó khi lên server thì nó sẽ tự động được cập nhật. Thì chúng ta có thể tắt nó ha bằng hai cách. Cái thứ nhất là ở mức là mức trang ha, chúng ta có thể đặt cái vào trong cái thẻ chỉ thị trang ở ở đầu cái trang ASP.NET á, và bổ sung thêm một cái thuộc tính là enable view state ha, bằng false, thì chúng ta sẽ tắt được cái view state cho toàn trang. Nếu chúng ta muốn tắt cái view state cho một cái control nào đó, ví dụ như ở đây ví dụ như cái read view, thì chúng ta sẽ bổ sung cái thuộc tính enable view state bằng false cho cái control mà chúng ta muốn tắt cái view state. Thì tuy nhiên á, cái việc tắt view state này á, có một số cái control nó sẽ không có tác dụng ha. Ví dụ như cái control textbox và cái drop down list thì nó sẽ luôn luôn duy trì view state. Thì cái textbox là chắc chắn bắt buộc lúc nào nó cũng sẽ duy trì view state, cho dù mà chúng ta tắt cái enable view state bằng false thì nó vẫn lưu giữ cái trạng thái trước đó mà người dùng nhập vào. Còn cái drop down list á, nếu như các bạn thiết kế nó ở cái mức là design, tức là ví dụ như chúng ta vòng kèo kéo thả vào trong trang SPX, xong đó chúng ta vào trong cái collection của nó, cái item collection chúng ta add bằng tay vào á, thì những cái thông tin mà chúng ta add bằng tay đó nó cũng sẽ vẫn sẽ được duy trì ha, nó sẽ có cái view state của nó và nó luôn luôn được duy trì, và cho dù chúng ta disable cái view state đó đi thì những cái thông tin đó nó vẫn có tồn tại. Thì đó là những cái view state mà gắn với từng control ha, tức là gọi là control state. Thì ngoài ra trong ASP.NET đó, nó còn cung cấp cho chúng ta một cái cơ chế là cho phép chúng ta lập trình để tạo ra những cái biến thông tin mà chúng ta có thể lưu trữ được xuống view state, tức là gắn ở trong cho nó mã hóa trong cái hidden field đó. Nên thì cái cách thức để sử dụng nó là như sau. Nên chúng ta sẽ sử dụng một cái biến toàn cục. Đây là cái biến mà cái cú pháp đã có sẵn ha, biến view state, tôi mở ngoặc ở trong đây là chúng ta sẽ truyền cái tên của cái biến, bạn muốn đặt tên gì cũng được
và cái tên này nó sẽ phân biệt hoa thường, nó gọi giống là giống như cái key vậy đó. Và đây là cái thao tác khi tôi gán cho cái view state bằng một cái giá trị gì đó thì có nghĩa là chúng ta đang lưu xuống. Trong trường hợp muốn đọc lên xem thì chúng ta sẽ sử dụng cái cũng cái biến với cái tên chúng ta đã đặt để lấy giá trị ra. Thế thì lưu ý ở đây là bởi vì đây là ở mức là lập trình ha, và cái view state này có thể là đôi khi là bạn khởi tạo nó ở đâu đó, ví dụ như tôi khởi tạo nó hoặc là tôi quên mất khởi tạo, thì sẽ có cái trường hợp là cái view state này nó không tồn tại. Hay do đó khi trước khi đọc bất kỳ một cái biến trạng thái nào lên, ví dụ như tôi muốn đọc cái trường biến trạng thái là view state request count lên, thì trước đó chúng ta phải thực hiện một cái thao tác là kiểm tra xem có tồn tại hay không, đó là view state khác null. Nếu như nó có tồn tại thì mình mới đọc lên và mình có thể ép kiểu về tương ứng. Và cái biến view state này á, nó sẽ co phép chúng ta lưu trữ những cái biến dữ liệu là thuộc kiểu cơ sở hoặc là kiểu tham chiếu, kiểu đối tượng ha. Như ở đây là tôi lưu một cái biến view state theo kiểu cơ sở là kiểu in, là một cái biến đếm để lưu trữ những cái biến là đối tượng ha. Thì chúng ta cần cái cơ chế là serialization và deserialization của .NET. Thì deserialization và deserialization là cái gì? Nó là hai cái quá trình. Serialization là cái quá trình mà nó chuyển đổi cái một cái object, tức là một cái đối tượng sang một cái dãy byte, tức là nó mã hóa cái đối tượng đó thành một cái dãy byte lưu xuống cái input hidden field á. Rồi sau khi lưu xuống trên server, submit lại về trên server, thì trên server nó sẽ thực hiện cái quá trình là deserialization, tức là phục hồi lại cái dãy byte đó thành cái đối tượng ban đầu. Thì khi chúng ta lưu một cái đối tượng xuống á, thì muốn lưu cái đối tượng đó vào trong view state thì chúng ta bắt buộc phải báo cho cái .NET biết là tôi sẽ sử dụng nó trong view state, và cái đối tượng đó nó sẽ được thực hiện cái thao tác là serialization và deserialization bằng cách rất là đơn giản thôi. Trước cái lớp khai báo cái đối tượng, ví dụ như tôi khai báo một cái đối tượng là một cái lớp là public class book, mà tôi sẽ lưu cái book này vào trong một cái view state, thì ở đầu phía trên cái khai báo của cái book, cái class book này, tôi sẽ bổ sung thêm một cái thuộc tính là serializable theo cú pháp là mở ngoặc serializable. Sau khi chúng ta bổ sung thêm thuộc tính đó rồi á, thì sau này chúng ta có thể lập trình khởi tạo một cái book, một cái đối tượng là cuốn sách, và lưu nó trong một view state. Rồi sau đó chúng ta có thể sử dụng nó, đọc nó lên bằng cách kiểm tra xem nó có tồn tại hay không, rồi đọc nó lên, ép kiểu về kiểu tương ứng của nó và lấy những cái thông tin, truy xuất cái thông tin của nó. Thì chúng ta qua coi cái ví dụ ha. Thì ở đây cái trang đầu tiên tôi có sử dụng view state. Hồi nãy khi chúng ta view thuộc ra, chúng ta sẽ thấy nó có một cái hidden field là view state, có nội dung rất là dài, chứa thông tin trạng thái của tất cả các thành phần control trong cái trang web. Thì trong cái trang disable view state, chúng ta sẽ coi cái mã lệnh cho dễ theo dõi ha. Trong trang enable view state, tôi sử dụng một cái list view. Ở trong trang disable view state cũng y chang cái trang enable view state, nhưng ở đây tôi có thêm bổ sung cái thuộc tính cho cái list view là enable phần false, và bổ sung trên cái thẻ chỉ thị trang page một cái thuộc tính là enable view phần false. Thì khi chúng ta vào cái trong cái trang đó, view sụt lên, thì các bạn sẽ thấy cái input hidden field của chúng ta và nội dung nó sẽ được tinh giản rất là nhiều. Hồi nãy ở trong cái enable thì chúng ta sẽ thấy là nội dung trong cái view state nó được lưu rất rất nhiều, đúng không? Rất là dài. Trong khi chúng ta chuyển qua là disable thì nội dung nó giảm bớt, có nghĩa là cái view state của cái control list view nó không còn nữa. Một cái demo thứ hai là chúng ta sử dụng cái lập trình để sử dụng cái view state. Thì ở đây tôi demo là sao? Tôi sẽ lưu xuống trong view state một cuốn sách ha. Và mặc định đầu tiên là chúng ta mới hiển thị lên thì nó là không lần ha.
Khi người dùng thực hiện cái thao tác là post back trang web đó về, thì tôi bấm một cái, mình show lại, các bạn sẽ thấy là cái thông tin này được tăng lên. Tôi post back tiếp, post back nhiều lần, hiển thị thông tin nó sẽ được cập nhật. Thì ở đây là cái biến trạng thái, cái biến thông tin này của tôi á, tôi không lưu trong cơ sở dữ liệu, ha, mà tôi chỉ lưu nó trong cái view state mà thôi. Ở đây tôi mở thêm một cái tab mới và tôi cũng gọi lại tới cái trang đó, và từ khi tôi show count thì cái này là bằng 0, trong khi bên đây á, nếu mà tôi bấm tiếp thì cái này đã là 7. Các bạn thấy có vấn đề gì không? Thì có nghĩa là cái gì, cái view state của chúng ta á, nó chỉ có khả năng được lưu trữ trong một cái trang thông qua những cái lần post back, ha. Là đây là cái đoạn mã lệnh của cái view state cho cái phần là sử dụng mở cuốn sách using view state. Giao diện chúng ta có hai cái nút, ha. Còn cái thằng label, khi người dùng bấm cái show count này thì chúng ta sẽ lấy cái cuốn sách được lưu trong cái view state ra hiển thị lên, ha. Ở lần đầu tiên khi người dùng truy cập tới cái trang web của chúng ta thì chúng ta sẽ lưu cái trạng thái của nó là view state Postback count là 0 và lưu vào trong cuốn sách vào. Mỗi lần người dùng click vào cái nút request postback, ha, thì thực hiện thảo thông tin, chúng ta sẽ thực hiện thao tác là tăng cái biến đếm này lên. Như vậy đó là lý do vì sao khi tôi vào trong cái trang web này, ở đây những cái lần thì thông tin này nó lưu ở những lần postback, tức là xử lý ngay trong chính cái trang này, thì cái nội thông tin này nó vẫn được lưu trữ lại. Nếu tôi mở một cái trang mới thì cái thông tin view state nó sẽ được reset mới. Đây, một cái loại state ở client state khác, nó gọi là cái query string, là cái này chúng ta đã sử dụng rồi trong cái bài về cơ sở dữ liệu. Làm sao? Trong bài này cơ sở dữ liệu chúng ta thực hiện cái thao tác là tôi hiển thị cái danh sách các sản phẩm. Khi tôi nhấn vào view detail một sản phẩm thì tôi sẽ hiển thị được cái thông tin chi tiết về sản phẩm đó, và biết là hai cái trang xử lý, một cái trang hiển thị danh sách sản phẩm đó là một cái trang, là cái trang category, và cái trang hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm là trang detail. Như vậy thì trong cái trang detail, mỗi lần tôi chọn một sản phẩm khác nhau thì cái thông tin detail nó sẽ là khác nhau, thì phải có một cái cách nào đó để truyền cái thông tin là từ bên trang category sang trang detail, báo cho nó biết là tôi muốn lấy hiển thị cái trang web nào, ha. Thì chúng ta đã sử dụng cái query string, tức là cái thông tin về trạng thái, thông tin bổ sung đó, tôi sẽ được truyền thông qua cái địa chỉ URL với cái cú pháp là như sau: gọi tới cái đường dẫn của cái trang web sẽ xử lý, bổ sung thêm dấu chấm hỏi, tên của biến bằng giá trị của biến. Nếu như chúng ta truyền nhiều giá trị hơn, ha, thì những cái biến này nó sẽ khác, được phân cách nhau bởi dấu và. Sau khi chúng ta truyền như vậy á, thì cái query string ở đây, bởi vì ở đây nó có cái dấu và nè, ha, do đó khi chúng ta thực hiện xong thì cái trình duyệt của chúng ta nó sẽ tự động mã hóa, nó gọi là URL encode cái đường dẫn này, ha, để chuyển đổi cái giá trị đặc biệt xuất hiện trong query string, chuyển đổi thành cái định dạng của URL. Ví dụ ở đây là tôi gọi tới whatever.com, gọi cái file.asp, hỏi truyền hai biến, truyền một biến b có giá trị là resume hay là chữ e dấu sắc đó, và cái tiếng name là john, cách có khoảng trắng là lock. Nhưng khi trình duyệt gửi lên trên server thì nó sẽ được chuyển thành là cái resume phần trăm e chính, là thay thế cho dấu e sắc, và tròn cái dấu khoảng trắng nó sẽ thay thế bằng dấu cộng. Thì cái khuyết điểm của việc chúng ta truyền cái dữ liệu lên trên cái truyền giữa hai trang khác nhau thông qua cái query string, đó là những cái thông tin mà chúng ta truyền đi nó sẽ
hiển thị rõ ràng trên cái địa chỉ URL, tức là ai cũng có thể nhìn thấy, và do đó nó không có được bảo mật. Cái thứ hai là bởi vì được truyền trên cái địa chỉ URL á, nên nó bị giới hạn. Tức là cái địa chỉ URL nó được quy định là nó có một cái giới hạn, là điều dài tối đa là bao nhiêu đó, tùy thuộc vào cái trình duyệt ha. Ví dụ như cái trình duyệt IE á, thì nó sẽ cho phép là cái địa chỉ URL chúng ta dài tối đa là 2 KB. Vậy ta không thể truyền nhiều dữ liệu ở trên đây được ha. Thì cách truyền là chúng ta chỉ cần gõ cái đường dẫn thêm dấu chấm hỏi. Thì khi trên server nhận được cái đường dẫn này, thì nhận cái request này, thì server đọc ra những cái biến mà chúng ta truyền lên như thế nào ha. Thì để đọc lên những cái giá trị truyền từ cái query string á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái đối tượng đặc biệt trong cái ASP.NET, là cái đối tượng request. Đối tượng request này nó sẽ chứa tất cả các thông tin về cái request của người dùng ha, và trong đó nó có một cái biến là biến query string, cho phép chúng ta truy xuất vào những cái biến được truyền trên cái địa chỉ URL này. Ví dụ như ở đây tôi truyền name 1, thì tôi có thể lấy ra query string name 1, đây là cái tên của cái biến ha, và lấy giá trị của biến bằng quách chấm toString. Thì query string cũng giống như là cái view state. Khi chúng ta lập trình, chúng ta không biết được là người dùng thực tế là người ta có truyền lên trên cái đường dẫn URL hay không, tức cái biến name có thực sự có trên cái đường dẫn hay không. Có nhiều khi người dùng có thể sử dụng trình duyệt xóa mất cái dòng ở phía sau này, chỉ cần gọi tới đây là gõ enter rồi, thì sẽ dẫn đến cái vấn đề là trên cái server khi mà nhận được cái đường dẫn URL là có khả năng là cái query string name này không tồn tại. Thì trước khi sử dụng mình luôn luôn phải có nhớ làm và thực hiện cái thao tác là kiểm tra xem cái query string, cái biến name, cái biến mà chúng ta muốn truy cập đó, nó có hay không, có tồn tại hay không. Và nếu có thì chúng ta mới truy xuất cái giá trị của nó để sử dụng. Một cái loại kế tiếp của client state nó là hidden field. Hidden field là cái gì? Ha, thế ở đây chúng ta sẽ sử dụng những cái thẻ khi chuyển chuyển qua bên phía người dùng, nó sẽ được chuyển thành dạng là input time hidden, là người dùng nhìn trên phía giao diện thì không nhìn thấy. Ha, tuy nhiên trên server là có thể nhận được những cái thông tin đó để xử lý, xử lý ha. Thì cái ưu điểm á, của việc sử dụng cái hidden field á, là ở chỗ là hidden, cái trạng thái mà chúng ta lưu trong cái hidden field của các control, nó có thể được lưu trữ ngay cả khi cái view state của chúng ta bị disable, tức là cái giá trị của cái hidden field này nó sẽ vẫn được lưu trữ thông qua những cái lần postback khác nhau của trang web. Dù chúng ta disable cái view state đi thì chúng ta vẫn có thể lấy được cái hidden field này. Tuy nhiên khuyết điểm của nó đó là cái hidden field thì nó chỉ có khả năng lưu trữ những cái dữ liệu thuộc về kiểu cơ sở, ví dụ như kiểu int, kiểu float, kiểu string. Chúng ta sẽ đi qua cái phần ví dụ của nó. Ví dụ ở đây là phần query string. Các bạn sẽ thấy là mình quay lại chút xíu ha. Trong cái phần query string này tôi có một cái link. Nếu mà các bạn nhìn ở dưới sẽ thấy cái đường dẫn của nó là sẽ gọi tới cái trang là querystring.asvx dấu chấm hỏi msc bằng this message is from querystring. Chúng ta bấm bấm cái link này thì nó sẽ chuyển chúng ta ta cái trang là query string. Và bên phía trang kia chúng ta có thể truy xuất lấy được cái giá trị này ra. Đây là cái trang query string. Trong phần payload chúng ta có thể truy xuất cái biến msg chúng ta truyền trên đường dẫn và hiển thị lên trên màn hình. Rồi đối với hidden field, ở đây nhìn bên phía trên trên giao diện người dùng không thấy có cái thông tin gì hết hay thông tin gì lạ hết. Tuy nhiên khi người dùng click search hidden field thì cái trang web này của chúng ta sẽ được postback về trên server, gửi lại về trên server, yêu cầu server xử lý, và server nhận được sẽ lấy được cái giá trị ẩn ở bên trong cái trang web và hiển thị lên. Như đây khi mà view sụt, chúng ta quay trở lại ở đây nhưng mà không thấy ha, chúng ta view sụt, các bạn sẽ thấy là phía dưới
ta xài cái chữ hello ha. Các bạn sẽ thấy nó có, ta có một cái thẻ là thẻ input time hidden ha, nó có cái giá trị là hello ở đây. Ở bên phía trình duyệt người dùng không nhìn thấy, tuy nhiên khi tôi post back về trên server thì server nhận được hidden field trong trang default ha. Đây thì server sẽ lấy được cái giá trị từ cái biến hidden field hiển thị lên. Như vậy thì ở những cái lần postback khác nhau, chúng ta có thể thay đổi cái giá trị này để truyền qua lại giữa trong trang web. À, một cái loại kế tiếp phổ biến hơn ha, thường hay được sử dụng là cái cookies. Tôi nghĩ là các bạn đã nghe nhiều về cái tên này, đó là có thể là không biết nó là gì, nhưng mà chúng ta nghe nhiều là cái từ cookies này khi chúng ta duyệt web thì chắc chắn là sẽ có liên quan. Cái cookie là cái gì? Cái cookie đó là những cái tập tin do trình duyệt quản lý, và trong đó những cái tập tin này nó sẽ lưu những cái thông tin cũng theo cái dạng là key, name và value ha, và nó lưu trong máy tính của người dùng. Nãy giờ chúng ta đang làm việc những cái control là bên phía client side, như tất cả những control này các bạn sẽ thấy nó đều được đặt nằm ở phía client. Đây, cái đầu tiên là view state nó cũng đặt ở phía client, là rõ ràng nó được lưu ngay trên chính cái trang web trong cái hidden field. Cái loại thứ hai là cái loại query string thì nó cũng nằm trên cái trang web, cụ thể nó nằm trên cái đường dẫn URL. Cái loại thứ ba là hidden field thì nó cũng nằm trong cái trang web ở những cái dạng là input hidden field luôn. Và cái loại này nó là nó sẽ được lưu dưới dạng là file, những cặp tin trên máy tính và do cái trình duyệt quản lý. Và cái kích thước của những cái cặp tin này của khi này nó có giới hạn, và tùy thuộc vào cái trình duyệt nó sẽ quy định là cái giới hạn của cái cookie là bao nhiêu, và thông thường nó sẽ khoảng là 4 ký. Và cái trình duyệt á, nó sẽ tự động xóa những cái file cookie vào thời điểm được chỉ định trong thuộc tính expire. Nên là cái file tập tin của cookie này á, nó chúng ta có thể thiết lập cho cái giá trị cho cái khoảng thời gian mà nó lưu trên máy ha. Và mỗi lần mà người dùng truy cập tới cái trang web á, mà được sử dụng cookie, thì trình duyệt sẽ thực hiện cái thao tác là truyền gửi cái file cookie này lên dưới server cho server xử lý. Thì ứng dụng mà thông thường nhất các bạn có thể thấy trong cái phần sử cookie á, đó là cái ứng dụng lưu những kho thông tin về client để tái sử dụng ở những lần sau. Ví dụ như là thông tin username và password. Tôi vào đăng nhập, tôi thực hiện cái chức năng là lưu username và password. Thì mỗi lần tôi vào trong cái trang đăng nhập đó, thì sau khi tôi lưu xuống trong cookie rồi, thì mỗi lần tôi vào trong cái trang đăng nhập đó, thì trình duyệt của chúng ta sẽ tự động lấy cái file cookie có chứa username và password của tôi và gửi cái thông tin đó lên trên server. Và server nhận được cái trang web đó đó, thì nó sẽ có được cái thông tin username, nó sẽ điền vào trong cái ô username password và trả về lại cho chúng ta cái trang web đã hiển thị rõ cái username password rồi. Như vậy ở đây để dễ hiểu hơn, chúng ta coi cái mô hình nè. Cái file cookie nó sẽ được lưu trong ổ cứng ha, và cụ thể là do trình duyệt quản lý. Mỗi lần người dùng gửi một cái request ha, ví dụ như lần đầu tiên tôi lưu mật khẩu, tôi vào cái trong trang đăng nhập, tôi nhập username password, tôi lưu cái mật khẩu, tôi gửi request đó lên trên server, và server sẽ tạo ra một cái file cookie trả về phía client, cho client lưu cái file đó vào nếu như cái file đó chưa tồn tại. Nhưng những lần sau khi người user request cũng vào cái trang đó ha, hay là những cái trang khác, thì trình duyệt sẽ tự động lấy cái file cookie và liên kết với cái website đó của người dùng, gửi lên cùng với cái request, thì server có thể lấy được cái thông tin username password điền vào trong cái trang web và trả lời về cho người dùng. Thì khi người dùng hiển thị lên, người dùng sẽ thấy là cái ô username và password của chúng ta đã điền sẵn thông tin và chúng ta đã lưu trước đó. Thế thì cái cách thức lưu username và password này á, mặc dù là chúng ta lưu username và password của chúng ta bằng hay trên chính máy của chúng ta, tuy nhiên một cái lời khuyên là chúng ta không nên làm như vậy, bởi vì cái file cookie này nè,
nó có thể bị đánh cắp bởi hacker. Thì qua cái bài security thì tôi sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn về cái vấn đề này. Nhưng lưu ý cho các bạn lưu ý là cái lưu cookie nó không có phải là an toàn. Tức là mặc dù cái file đó mình thấy mình lưu trên máy của mình, tuy nhiên rõ ràng là cứ mỗi lần chúng ta truy cập lên trên server thì cái file cookie đó nó sẽ được gửi lên cùng với những cái request. Và hacker nó có thể bắt cái gói tên ở thời điểm này, nó lấy file cookie, hoặc là nó sẽ sử dụng những cái biện pháp khác để có thể lấy được cái file cookie của mình. Thế thì thông thường để an toàn á, thì browser và trình duyệt cái server trao đổi cookie khi có request đến một cái page bất kỳ, và thông thường nó sẽ được cấu hình để bảo đảm là những cái file cookie của chúng ta nó sẽ được truyền trong cùng một size. Tức là những cái trang web trong cùng một size của chúng ta thì được phép nhận cái file cookie này. Ví dụ tôi vào trong cái trang đăng nhập, tôi có cái file cookie, và những trong trang khác cũng trùng một cái size đó thì cái file cookie đó có thể được truyền qua lại. Thế là chỉ là hacker khi sử dụng một cái trang web khác muốn lấy cái cookie thì có thể không lấy được. Thế là bởi vì cái trình duyệt nó sẽ quản lý không cho phép là cái file cookie chúng ta truyền tới một cái file domain khác. Và một cái vấn đề nữa là cái số lượng file cookie trong một cái domain thì nó có giới hạn. Và thông thường ví dụ như là IE thì sẽ khoảng 20 file. Thì cách sử dụng cookie thì có một cái lớp đối tượng cho phép chúng ta truy xuất hoặc là ghi xuống hoặc là đọc cookie đó lên, mà là cái đối tượng đó là đối tượng HTTP cookie. Nó có các thuộc tính như là name, tên của cookie, value và cái giá trị. Đây là hai thuộc tính quan trọng nhất. Ngoài ra chúng ta có thể thiết lập các thuộc tính như là domain, là ghi chỉ định rõ là cái cookie của chúng ta nó chỉ được hoạt động trong cái vị trí domain nào, trong cái website nào. Cái cookie như đã nói thì nó có một cái khoảng thời gian được lưu trên cái ổ cứng. Cái khoảng thời gian lưu này nó sẽ được quy định bởi cái thuộc tính là expire. Thì sau cái khoảng thời gian expire này thì cái trình duyệt sẽ tự động xóa cái file cookie lên. Hashkeys là cookie có giá trị con, nếu chúng ta sẽ đi qua cái phần giá trị con cho các bạn dễ thấy ha. Đây là ví dụ cụ thể. Nếu chúng ta muốn ghi cookie xuống thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ sử dụng cái đối tượng đặc biệt của ASP.NET, đó là cái đối tượng respond. Đối tượng respond là cái đối tượng sẽ xử lý những cái thông tin sẽ trả về cho người dùng. Thì trong thông tin trả về cho người dùng thì chúng ta sẽ có cái đối tượng là đối tượng cookies. Và cách rất truy xuất nó là cái tên. Tên cookie. Nếu như nó có cái giá trị con thì nó có thể được phân biệt là cái key hoặc là cái attribute. Chấm value gán một giá trị nào đó. Khi đọc lên thì cũng tương ứng. Sử dụng request. Đọc lên thì phải dùng request, ghi xuống là response. Đọc lên request bởi vì chúng ta sẽ lấy cái file cookie từ người dùng gửi lên. Chấm cái biến cookie. Ví dụ cụ thể hơn ha. Thì muốn ghi xuống, tôi muốn lưu cái username của người dùng vào trong cái file cookie, tôi làm như sau. Response.cookie mở ngoặc username.value bằng my. Và cái biến username của tôi có được phép lưu ở trong máy là một ngày. Thì response cookie expire tới cái thời điểm hiện tại cộng lên một ngày. Nếu như chúng ta muốn cho phép lưu trong một ngày, thì như qua ngày thứ hai thì cái trình duyệt nó sẽ tự động xóa cái file này đi. Đây là cách ghi xuống. Để đọc lên thì chúng ta sẽ sử dụng cái đối tượng là request.cookie mở ngoặc cái tên của cái cookie ha. Kiểm tra trước khi đọc nó thì kiểm tra xem nó có tồn tại hay không và lấy cái giá trị của nó. Để xóa cái file cookie, tức là chúng ta có thể lập trình để tự động xóa cái file cookie đi. Thì bằng cách chúng ta sẽ gán cho cái giá trị expire của nó bằng cái giá trị thời gian là cái thời điểm trước cái thời điểm hiện tại. Ví dụ như daytime now at day 1, tức là trước đây một ngày, thì khi trình duyệt nó nhận thấy, nó kiểm tra thấy là cái giá trị expire này nó đã bị quá hạn rồi, thì trình duyệt sẽ tự động xóa cái cookie khi đi. Và đây là cái cookie đơn. Cái khi có subkey, tức là hashkey á, thì nó sẽ xử lý như sau. Giả sử như chúng ta nhận thấy là thông tin của người dùng chúng ta lưu xuống chúng ta lưu rất là nhiều, không chỉ username mà chúng ta có thể lưu cái lần đăng nhập cuối cùng, thì chúng ta có thể thực hiện là tạo một cái biến cookie
gọi là biến biến phức ha, biến user info có hai cái thông tin là username và last visit bằng cách như thế này. Đây là dán cái expire thì tương tự lên lưu xuống như thế nào thì đọc lên như thế, chỉ thay đổi response thành request mà thôi. Đây là cách thức ghi và đọc cookie mà sử dụng cái loại biến, loại kiểu dữ liệu là HTTP cookie. À, ghi xuống chúng ta sẽ sử dụng cái cookie, thay vì chúng ta truy xuất trực tiếp thì chúng ta sẽ có thể gọi cái hàm add của nó. Rồi, truy xuất ra. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần kế tiếp là cái server page ASP.NET. Tôi sẽ demo cho các bạn cái phần cookie ha. Chúng ta sẽ chạy cái đây là cái ví dụ để mong cho các bạn thấy là cái cách sử dụng cookie. Ở cái trang web này là cái trang trang sử dụng cookie.asp.x. Tôi có hai câu text box là name và email ha. Thì bình thường ví dụ như chúng ta nhập vào cái thông tin double, và khi chúng ta quay lại cái trang đó thì cái text box của chúng ta sẽ bị thay, sẽ bị xóa trắng. Thì tôi muốn là khi tôi nhập xong thông tin trang này, tôi qua cái trang khác và khi từ từ trang khác tôi quay trở lại thì có hai thông tin tôi đã nhập vẫn được lưu ở đây. Thì tôi sẽ thực hiện cái chức năng là cho phép lưu những thông tin này vào trong cookie. Chúng ta sẽ gọi lại ha. Lưu xuống và chọn next. Chúng ta sẽ qua một cái trang mới là trang trang back ha, gọi nhấn back về. Ở đây chúng ta sẽ thấy là cái thông tin cookie của chúng ta đã có hai cái thông tin đó đã được lưu trữ và hiển thị lại. Clear đi, sẽ xóa. Cách thức làm như sau. Chúng ta sẽ vào cái trang là using cookie. Ở đây chúng ta có hai cái text box, một cái checkbox, một cái nút next. Khi người dùng chọn nhấn cái nút next thì chúng ta sẽ thực hiện đó là kiểm tra xem người dùng có check cái ô text box hay không. Nếu có thì tôi sẽ lưu lại cái thông tin user info của người dùng vào trong cái biến cookie là biến user info, và thời gian cái thông tin này được lưu trên máy tính của người dùng là 1 ngày. Sau đó chúng ta chuyển qua cái trang là trang back. Thế thì khi người dùng gọi tới cái trang web của chúng ta payload, thì chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác là kiểm tra xem là cái cookie đó đã có hay chưa. Thì ở lần đầu tiên thì rõ ràng là nó chưa có, hay lần đầu tiên hoặc là những cái lần mà người dùng chưa có lưu cái file cookie thì rõ ràng là file cookie này chưa có. Và nếu như có lưu rồi thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác là gán lại cái giá trị name và email vào trong cái auto text box tương ứng. Còn cái nút là cái nút xóa cookie, clear cookie, thì chỉ đơn giản là gán cho cái user info expire là cái ngày, là ngày trước, ngày hiện tại. Now SD-1 thì nó sẽ tự động xóa cái cookie đi. Khá là đơn giản đúng không nào? Giờ chúng ta sẽ qua cái phần kế tiếp là server page stay. Khác với lại client stay á, thì những cái thông tin trạng thái nó sẽ được lưu trên máy server. Và ở đây có hai cái trạng thái, chính là cái trạng thái gọi là section và trạng thái là application. Thì section là cái gì? Section nó được định nghĩa là một phiên làm việc của người dùng. Và cái phiên làm việc này á, nó là một chuỗi các thao tác của người dùng trên cùng một cái web application. Có nghĩa là khi tôi đi vào có trong cái website đó, tôi có thể duyệt qua nhiều trang web. Và tôi vẫn để cái trình duyệt của tôi trên cái trang web đó sau một cái khoảng thời gian nào đó. Thì đó là một cái phiên làm việc. Thì mỗi cái phiên làm việc của người dùng á, khi mà người dùng bắt đầu mở cái trang web đầu tiên lên vào trong cái trang web đó, thì cái phiên làm việc của người dùng nó sẽ được khởi tạo. Và tương ứng với mỗi người dùng như vậy thì trên server nó sẽ cấp một cái vùng nhớ
hay nó gọi là cái section object, cho phép người dùng nó lưu trữ những cái thông tin về người dùng đó. Thế thì mỗi người dùng khác nhau thì họ sẽ có một cái section object khác nhau, và chỉ có cái thông tin này chỉ được truy xuất bởi một bởi cái người dùng đó mà thôi. Thế là section object của người nào thì người đó được truy cập vào. Là cái section này có thể được lưu nhiều thông tin khác nhau tùy vào cái trang web nó được lập trình. Thì khi người dùng vào từ trang web này cái trang web khác trong cùng một cái site, nhắc lại là nó nằm phải trong cùng một cái site, thì tôi vào trong cái trang danh sách các sản phẩm, sau đó tôi vào cái trang là trang chi tiết sản phẩm, và tôi vào cái trang là trang xem cái giỏ hàng, tôi vào ba trang, thì cái biến section này, cả ba trang này đều có thể truy xuất vào trong cùng một cái biến section. Hay là tới là biến section này nó được chia sẻ chung cho tất cả các trang web trong cùng một site. Và cái biến section này nó sẽ được hủy khi nào? Nó sẽ được hủy khi người dùng tường minh thoát khỏi section. Tức là lập trình, xử lý, clear cái section đi. Hoặc là sau một khoảng thời gian time out, mặc định là 20 phút, thì cái section nó sẽ bị xóa. Cái ví dụ điển hình các bạn sẽ thấy là khi người dùng đăng nhập vào trong một cái website, các bạn thấy tôi cứ duyệt cái website đó, thì cái trạng thái đăng nhập của tôi nó vẫn được lưu trữ. Nên tôi vào, sau khi tôi đăng nhập thì cái ở phía trên nó sẽ hiển thị cái trạng thái của chúng ta đã đăng nhập rồi. Khi chúng ta duyệt qua những cái trang web khác trong cùng cái site đó thì cái trạng thái đăng nhập của chúng ta vẫn được lưu trữ. Nên là, tuy nhiên nếu như các bạn để yên, để yên cái trang đó, bạn không có duyệt gì cái trang tới cái website đó nữa, bạn đi qua những cái site khác bạn xem, thì sau khoảng 20 phút nếu như cái server nhận thấy là không có bất kỳ cái request nào của bạn lên trên server yêu cầu tới cái site đó nữa, nên là mặc định là 20 phút thì server sẽ tự động xóa cái section của bạn đi, sẽ coi như là thì lúc đó khi bạn quay trở về cái trang web lại á, thì sau 20 phút bạn quay trở về cái trang web của mình lại, thì bạn sẽ thấy là cái trạng thái của bạn có thể là nó bị báo là expire, và bạn coi như trạng thái của bạn sẽ bị set là chưa đăng nhập. Thì đó là cái ứng dụng của cái section. Thì cái cách sử dụng cái section nó như thế nào? Thì trong ACPS.NET thì nó sẽ có một cái biến gọi là biến section. Và chúng ta có thể sử dụng nó để gán nó giá trị những cái thông tin mà mình muốn bằng cách mở ngoặc cái tên biến, gán bằng cái giá trị. Và section cho phép chúng ta lưu những cái biến là biến bất kỳ cái biến gì cũng được, kiểu dữ liệu cơ sở hay là kiểu dữ liệu đối tượng. Khi đọc lên thì chúng ta sẽ đọc cái biến section này lên và ép kiểu về kiểu mà chúng ta lưu xuống. Tuy nhiên nhớ giùm tôi là trước khi đọc một cái biến này lên thì nhớ kiểm tra là cái biến của chúng ta đã tồn tại hay chưa, bằng cách thêm cái dòng là if section name khác null thì chúng ta mới đọc nó lên. Thế thì mặc định đó, cái thời gian mà time out của section nó là 20 phút. Tuy nhiên chúng ta có thể quy định cái thời gian time out cho cái section của người dùng bằng cách thiết lập cái biến là gán là section.time out bằng cái giá một con số, và cái con số đó sẽ định là cái thời gian tính theo phút của section. Thì mỗi người dùng khác nhau sẽ được định danh bởi một cái section ID. Cái biến section ID này là sẽ do server tự generate ra, và mỗi người dùng khác nhau sẽ có một cái section ID khác nhau. Trên server có thể lập trình để hủy một cái phiên làm việc một cách tường minh của người dùng bằng cách gọi cái biến section.appending. Và khi chúng ta gọi cái hàm là section.appending thì nó sẽ tự động lập tức là xóa hết tất cả các biến dữ liệu đã được lưu trong section của người dùng. Thì cái ví dụ điển hình nhất của sử dụng section đó là cái kiểm tra quyền đăng nhập. Có câu hỏi là như thế này, làm thế nào để ngăn không cho một người dùng truy cập vào cái trang web nếu như người dùng nó chưa đăng nhập? Và làm thế nào sau 20 phút mặc định hoặc là sau khoảng thời gian nào đó, nếu như người dùng không hề có một cái truy xuất nào lên trên trang web, thì cái server chúng ta sẽ tự động reset cái trạng thái đăng nhập của người dùng là chưa đăng nhập. Thì cái ý tưởng nó sẽ là như sau. Chúng ta biết được là mỗi người
người dùng khi sử dụng cái website giống ta thì họ có một cái vùng nhớ section của riêng họ. Hai, và cái biến section này nó có được lưu trữ trong một khoảng thời gian quy định. Hai là cái khoảng thời gian là thời gian timeout. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Khi người dùng đăng nhập hay là chưa đăng nhập thì chúng ta sẽ sử dụng một cái biến section. Giả sử như tôi đặt cái tên đó là is login để lưu cái trạng thái đăng nhập của người dùng. Giả sử như new không có nghĩa là chưa đăng nhập và một có nghĩa là đăng nhập rồi. Chúng ta có thể lưu thêm cái thông tin là username hoặc có thông tin là phân quyền, nó có loại quyền đăng nhập. Thế thì khi người dùng vào trong một cái trang web ha, nếu như người ta chưa đăng nhập á, thì chúng ta thiết lập cái đầu tiên là chúng ta sẽ thiết lập cái section của người dùng là không, hay là trạng thái là chưa đăng nhập. Nếu người dùng sử dụng cái chức năng đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ set cái giá trị section là 1. Thì khi người dùng qua những cái trang web khác ha, để kiểm tra xem là người dùng đã đăng nhập hay chưa thì chúng ta chỉ cần truy xuất lại vào cái biến section này, kiểm tra xem cái giá trị của nó là 0 hay 1 thì chúng ta biết là người dùng đã đăng nhập hay chưa, và để hiển thị những cái thông tin tương ứng. Ví dụ demo. Phần session. Ở đây để minh họa tôi không làm cái đăng nhập thực tế ha, mà tôi chỉ làm một cái form đơn giản là cho phép người dùng nhập vào username password. Nếu người dùng nhập username là ABC và password là 123 thì tôi sẽ cho phép là tôi sẽ coi như là người dùng đã đăng nhập rồi. Ha. Thì giả sử như tôi nhập thông tin sai chẳng hạn. Bấm đăng nhập thì hiển thị là không đúng. Khi tôi nhập thông tin đúng ABC password 123 login thì nó sẽ báo cho chúng ta biết là chúng ta đăng nhập thành công. Và khi chúng ta nhấn cái nút logout thì chúng ta sẽ thoát cái mặc định khi chưa đăng nhập vào trong cái trang logout. Chúng ta cũng thể thấy là trang web chúng ta sẽ quay trở về cái trang đăng nhập. Vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Tôi có cái trang là trang login. Ở trong đây tôi có hai cái thông tin là cho phép người dùng nhập vào username và password. Khi người dùng bấm nút login thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là người dùng nhập vào đúng hay không. Nếu đăng nhập đúng là tên ABC, password là 123 thì chúng ta sẽ xét cái trạng thái section của người dùng là 1 và chúng ta chuyển qua cái trang logout. Trong trang logout thì trước khi vào trang để hiển thị được cái trang logout thì chúng ta sẽ kiểm tra xem cái trạng thái của người dùng hiện giờ là cái gì. Nếu như có tồn tại cái section thì chúng ta lấy ra cái trạng thái kiểm tra. Nếu như trạng thái nó là không, tức là người dùng chưa đăng nhập, thì chúng ta quay trở về trang login bằng cách gọi respond.redirect. Nếu như trạng thái là 1 thì chúng ta để nguyên cái trang logout là người dùng sẽ thấy được cái giao diện này. Rồi, cái nút logout này sẽ có tác dụng là gán lại cho cái biến section của chúng ta trạng thái là 0 mà quay trở về trang login. Như vậy thì ở lần đầu tiên người dùng cái mặc định á, để cho cái login là ban đầu khi người dùng lần đầu tiên truy cập ở website thì cái trạng thái login nó phải là cái section is login nó phải là 0 hoặc là null. Thì nếu chúng ta muốn xác định cái trạng thái xem là người dùng bắt đầu lên trong cái trang web của mình khi nào á thì các bạn sẽ vào trong cái một cái file đặc biệt là cái file global.asx. Chúng ta có thể add cái file này vào trong cái website của mình bằng cách chọn add new item và các bạn search cái từ là global. Tại do ở đây tôi đã add một file rồi nên nó sẽ không cho phép mặc định trong một cái site á, chúng ta chỉ có được một cái file là global.asx mà thôi. Và trong cái file này chúng ta sẽ có một số các sự kiện như sau. Chúng ta biết được là một người khi bắt đầu vào trong trang web ta lần đầu tiên thì nó sẽ phát sinh một cái sự kiện gọi là section start. Sau khoảng thời gian time out hay là 20 phút mặc định hoặc là do cái giá trị chúng ta
định nghĩa thì nó sẽ có một cái sự kiện gọi là section end, là cái hàm này nó sẽ tự động được gọi. Hai cái hàm section start và section end sẽ tự động được gọi khi người dùng lần đầu tiên vào trang web, hay người dùng sau thời quá thời gian time out không truy xuất vào trong trang web. Thì chúng ta sẽ thiết lập cho người dùng cái thời gian time out của người dùng của section đó ở trong cái phần section start. Lần đầu tiên vào trong cái trang web của chúng ta sẽ thiết lập cho người dùng biết là cái section time out của mình là bao nhiêu. Thì ở đây giống như sự như ở đây tôi sẽ quy định là cái thời gian time out của người dùng là 1 phút. Ví dụ thôi ha. Cái loại kế tiếp, cái stay kế tiếp lưu trên server nó gọi là application. Cái đặc điểm của cái biến application này là cái vùng nhớ được lưu trên server và cho phép tất cả các section, tức là bất kỳ người dùng nào cũng có thể truy xuất vào trong cái biến application này. Và cái biến này nó có đặc điểm là nó sẽ tồn tại trong suốt cái chu trình sống của ứng dụng web. Tức là khi cái server start, khi lần đầu tiên người dùng truy xuất vào trong cái website đó start lên ha, thì cho đến khi nào mà cái server nó bị down ha, thì cái biến application này mới được hủy. Thì cái cách sử dụng cái application này là sẽ sử dụng cái biến application mở ngoặc cái tên biến gắn bằng giá trị nào đó tương tự đọc lên gắn kiểu về và cũng lưu ý là trước khi sử dụng nó thì cũng nên kiểm tra xem mà nó có tồn tại hay chưa. Ở đây tôi thiếu ha. Thì và cái vấn đề đặt ra là đây là cái vùng nhớ dùng chung và cái vùng nhớ này nó được truy xuất bởi tất cả mọi người, tức là ai cũng có thể truy xuất vào trong cái application này. Thế này nghĩa là cái vấn đề là nó sẽ dẫn tới một cái vấn đề gọi là truy xuất đồng thời. Có nghĩa là thí dụ như tôi muốn là hiện cái thao, tôi lưu một cái biến, tôi cứ tăng dần cái biến đó lên. Hoặc là cái biến nó có thể tăng, nó biến thể giảm. Thế thì giả sử ở cùng một cái thời điểm, cả hai người dùng cùng vào tăng cái biến đó. Giả sử cái biến đó đầu tiên là không. Này giờ tôi tăng cái biến đó, cứ tăng cái biến là tiếng nó lên. Thì nếu như có người dùng nào đó vào trong cái cùng một thời điểm, cả hai người cùng vào tăng, vậy thì cái biến đó sẽ là giá trị nó là 2 hay là 1. Tại vì tại cái thời điểm mà người dùng vào xem cái biến đó thì cái biến đó là 0. Rồi chúng tăng lên để là 1. Vậy thì thực tế là lưu xuống là 0 hay 0 là 1 hay là 2. Đó là cái vấn đề truy xuất đồng thời. Thì để giải quyết cái vấn đề truy xuất đồng thời thì chúng ta có thể sử dụng cái cơ chế là application lock, tức là gọi cái hàm lock. Trước khi chúng ta sử dụng cái biến application, chúng ta thay đổi cái giá trị của nó thì chúng ta sẽ lock nó lại. Và sau khi thay đổi xong thì chúng ta mới unlock. Như vậy thì khi có hai người cùng truy xuất vào biến application này thì sẽ có một người lấy được cái biến application này trước và nó sẽ được gọi cái hàm khóa. Khi nào người dùng người đầu tiên thay đổi thông tin xong và mở khóa cái biến application thì người thứ hai mới được phép sử dụng. Trong khi đó thì người thứ hai phải chờ khi nào cho cái người một sử dụng xong thì mới được sử dụng tiếp. Vậy thì kết quả là giả sử lúc đầu là application của chúng là không nè, thì người dùng đầu tiên lấy được cái khóa thì cộng lên là 1. Người dùng thứ hai vào đầu tiên lấy là 0, tuy nhiên bởi vì bị khóa rồi nên không được phép chỉnh sửa gì trên cái biến application cả, phải chờ đến khi người thứ nhất trả cái khóa, trả cái biến application, trả nhã khóa ra thì lúc này người dùng sẽ nhận được cái biến application là giá trị là 1 và cộng lên là 2. Thì để khởi tạo cái biến application á thì chúng ta sẽ khởi tạo nó trong cái file global.asrx. Các bạn giống như hồi nãy chúng ta là các bạn vào trong cái site, chọn add new item và gõ trong cái phần search global thì các bạn sẽ có một cái file là global configuration file. Các bạn sẽ add file đó vào và mặc định để cái file đó nó viết tên là global.asrx. Thì chúng ta có thể khởi tạo cái biến application trong cái hàm là hàm application start. Là khi bắt đầu server start lên á thì cái hàm này sẽ được gọi và chúng ta có thể khởi động cái giá trị ở trong đây. Thì ứng dụng của cái biến application, cái ứng dụng thứ nhất là cho phép chúng ta đếm số lần duyệt một trang web. Ví dụ, đây là một cái ví dụ đếm số lần duyệt một trang web.
thì để biết được là người dùng khi nào duyệt cái trang web, cái trang web nó sẽ được gọi khi có cái hàm là hàm payload, đúng không nào? Và nếu như bất kỳ bao nhiêu người dùng vào thì cái giá trị này nó phải được cập nhật thường xuyên, nó được tăng lên thì nó phải được cập nhật. Hay chúng ta sẽ làm như sau: ở biến application stack khi lần đầu tiên thì chúng ta sẽ gán cho cái giá trị số lần này là không. Khi người dùng truy xuất vào cái trang là trang myform hàm payload thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác là khóa cái biến application, tăng cái biến đếm này lên, mở khóa rồi hiển thị cái thông tin này. Thì bất kỳ người dùng nào vào trong cái trang web thì cái trang web nó sẽ được tự, cái giá trị này sẽ được tự động cập nhật tăng lên. Và hai người dùng khác nhau vào trong cùng một trang web thì sẽ thấy hai cái giá trị về application là cùng một giá trị. Cái ứng dụng thứ hai mà phổ biến hơn hay thường được sử dụng đối với biến application đó là cái thái đó là đếm số người dùng đang online. Thì muốn đếm số người dùng đang online á, thì ngoài application chúng ta phải sử dụng thêm hai cái sự kiện của section, tức là làm sao chúng ta biết được là khi nào có một người vào cái trang web của chúng ta và khi nào thì cái người đó nào đó thoát khỏi cái trang web của chúng ta, để chúng ta đếm cho đúng. Khi có người vào sử dụng trang web thì chúng ta sẽ tăng cái biến đếm lên, và khi người dùng ra khỏi trang web thì chúng ta sẽ trừ cái biến đếm ra. Hay chúng ta sẽ làm như sau: application stack là không, khi có người dùng vào tôi sẽ tăng biến đếm lên, khi có người dùng thoát ra khỏi chúng ta sẽ trừ cái biến đếm này. Bây giờ nếu tốt xử lý tốt hơn, chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác là khóa và lock và unlock ở đây, ở trước khi chúng ta thay đổi cái thông tin của biến application. Ví dụ demo thì ở đây các bạn sẽ thấy trên đây tôi sử dụng cái thao tác tên là đếm cái số người dùng. Hiện tại tôi chỉ dùng một cái trình duyệt thì số người dùng đây là bằng 1. Nếu như tôi gọi cái trang web, tôi cũng truy cập đến cái website này, tôi sử dụng một cái trình duyệt khác. Xin lỗi ha, ở đây tôi sẽ sử dụng cùng cái trình duyệt trước ha. Bạn sẽ thấy là bằng 1. Cả hai trình duyệt là bằng 1. Tôi sử dụng một cái trình duyệt khác thì user tăng lên là 2. Quay lại, chúng ta refresh lại cái trang web này, bạn sẽ thấy là số người dùng đang online được cập nhật là 2. Thế thì một cái phiên giao dịch của người dùng á, nó được xem là những cái thao tác của người dùng trên cùng một cái site, có thể từ những cái trang web khác nhau. Còn gì cái nguyên nhân khác nhau của cuối cùng một cái site thì số người dùng nó sẽ là vẫn làm chỉ có một người. Tuy nhiên hai trình duyệt khác nhau thì sẽ xem như là hai người. Bởi thông tin của cái client của cái trình duyệt này nó có, nó là cái request của cái trình duyệت này nó khác với cái request của trình duyệt ear. Rồi, hiện tại chúng ta đang có hai người đúng không nè. Bây giờ tôi sẽ tắt cái trình duyệt của ear đi. Các bạn để ý là ở đây thời gian của chúng ta là 3.41. Chúng ta refresh. Chúng ta sẽ đợi khi nào tới 3.43 ha. Bây giờ user online chúng ta chỉ còn một mà thôi. Tại sao? Tại vì trong cái phần section stack tôi đã quy định là cái thời gian time out của một người là 1 phút. Khi người dùng vào trong cái trang web mà thoát khỏi cái trình duyệt là tắt cái ear đi, thì sau khoảng thời gian 1 phút thì coi như là cái section của người dùng đó sẽ bị hủy. Thì lúc này thì cái số người dùng online của chúng ta chỉ phải được cập nhật, bây giờ chỉ còn một mà thôi. Rồi,
một cái ứng dụng khác của cái section đó là cái shopping cart. Ở đây tất nhiên hồi nãy tôi cũng có demo cho các bạn rồi, khi chúng ta add vào trong trong cái shopping cart, hiển thị lên số lượng, đây là cập nhật, quay lại xem add vô số lượng cập nhật nè. Thì cái phần shopping cart này thì tôi sẽ cung cấp cái đoạn sụt code cho các bạn về tham khảo ha, và tại vì nó cũng tương đối là hơi phức tạp một chút xíu nên tôi sẽ giải thích sơ qua. Shopping cart. Khi người dùng add một cái sản phẩm vào trong cái cạc á, thì tôi sẽ có một cái biến là biến shopping cạc, tôi add một cái sản phẩm vào và cái hàm này nó sẽ thực hiện cái thao tác là nó thực hiện add cái sản phẩm. Thì cái shopping cạc instant nó là cái gì? Thực chất nó sẽ là cái biến section lưu lại cái danh sách những cái sản phẩm mà người dùng đã chọn ha, bỏ vào trong cái giỏ hàng. Mỗi một cái danh sách, mỗi cái sản phẩm như vậy thì chúng ta sẽ lưu các thông tin như là cái ID của cái sản phẩm, số lượng, cái quantity của cái sản phẩm đó. Chúng ta sẽ lấy được cái thông tin name, giá tiền ha, và tính tổng được cái giá tiền của từng loại. Thì cái khi mà người dùng chọn và add vào á, thì chúng ta chỉ đơn giản là add nó vào trong cái danh sách, một cái list. Nào, đây chúng ta sẽ có một cái list là item, add nó vào và lưu vào trong cái biến section. Thì ở cái trang là trang view cart. Thì chúng ta chỉ cần lấy cái danh sách cái sản phẩm đã được lưu trong cái database và hiển thị lên. Cái danh sách các sản phẩm đã được lưu trong cái biến section và hiển thị lên. Thì cái đoạn sụt code này các bạn có thể về nhà tham khảo. Nói chung nó về tư tưởng là có nghĩa là làm sao? Khi người dùng add một cái sản phẩm thì tôi sẽ lưu vào trong một cái danh sách, lưu vào trong cái biến section. Ở trong cái phần view cạc thì chúng ta sẽ truy xuất vào cái biến section đó, lấy cái danh sách đó ra và hiển thị lại cho người dùng. Đó là cái ý tưởng của nó. Giờ chúng ta sẽ đi vào phần cuối cùng là phần cart. Cart là một vùng nhớ ha, là một cái bộ nhớ trên server client nội bộ C. Cái này tùy cho chúng ta quy định. Nó cho phép chúng ta lưu trữ các thông tin thường xuyên sử dụng của ứng dụng web để có thể tái sử dụng cho những lần truy cập sau mà không cần xử lý lại. Cái khái niệm này tôi đã có giới thiệu sơ qua cho các bạn ở trong cái bài đầu tiên về cơ chế hoạt động của ASP.NET. Có nghĩa là khi người dùng truy xuất qua trang web, sau khi trang server thực hiện thao tác là xử lý, thực thi, compile, thực thi cái trang web, kết quả trước khi trả về cho người dùng nó sẽ lưu trong bộ nhớ. Và cái bộ nhớ đó là bộ gói nhớ cache. Khi người dùng truy cập lại cái trang web đó, thì thay vì phải xử lý đi lại nguyên cái chu trình là compile, thực thi, ra kết quả rồi trả về, thì cách đơn giản nhất là server chỉ cần vào nhảy vào trong cái bộ nhớ cache, kiểm tra xem có cái file đó chưa. Nếu có thì lấy cái file đó trả về ngay lập tức chứ không cần phải xử lý nữa. Thì bởi vì cái kết quả trả về đó, cái thông tin này nó được lưu trữ trong bộ nhớ, cho nên nó sẽ truy xuất nhanh hơn là chúng ta phải thực thi, xử lý rồi truy xuất vào trong database v.v. Và cái cache này nó sẽ giúp cho cái những cái trang web của chúng ta nó có chạy nhanh, là cái hiệu năng của trang web nhanh ha. Và một ưu điểm là có cache là nó có thể lưu bất kỳ cái kiểu dữ liệu nào và nó tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định do cái điểm lớp quy định. Thì cache nó có hai cơ chế. Một đó là cái cơ chế gọi là page output caching.
Đấy, hai là application data caching. Rồi, hai loại này là cái gì? Cái page output caching á, là cho phép chúng ta lưu cái kết quả xử lý của một cái web form, của một cái trang web ha, và sử dụng lại cho những lần request sau. Và chúng ta có thể là lưu toàn bộ cái trang web hay là chỉ cần hãy lưu một phần của trang web mà thôi. Cái loại thứ hai là data application caching, tức là do lập trình viên lập trình ha, và cho phép lưu trữ những cái đối tượng trong cái cache. Thì chúng ta đi vào cái phần page output caching trước ha. Thì page output caching á, đó là lưu toàn bộ cái trang web. Theo cách lưu toàn bộ trang web thì chúng ta sẽ vào trong cái trang ASPX, phía dưới cái chỉ thị trang là nhỏ hơn phần trăm amount page á, chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái chỉ thị trang là nhỏ hơn phần trăm amount output cache. Và cái phần trăm output cache này nó có một số cái thuộc tính sau. Thuộc tính duration là chúng ta quy định cái thời gian mà nó bị cache. Tính theo đơn vị thời gian là giây, second. Cái loại thứ hai là location, là chúng ta sẽ quy định nó lưu ở đâu. Cái bộ nhớ cache nó có thể là được lưu là thường mạnh là server ha, có thể lưu phía client, hoặc là phía server và client downstream vân vân. Cái variable RAM là cho phép chúng ta lưu nhiều phiên bản khác nhau của trang web, hoặc phụ thuộc vào tham số truyền từ query string. Để chúng ta sẽ qua một cái ví dụ cho dễ hiểu hơn ha. Ở đây trong cái phần là phần no cache. Cái ví dụ no cache là sao? Trong trang web này tôi sẽ có một cái list view hiển thị danh sách các sản phẩm, là một cái khoảng, là một cái hiển thị cái giờ hiện tại. Thì khi mỗi lần tôi truy cập vào trong cái trang web này á, các bạn sẽ thấy là cái trang web này nó thay đổi và cái giờ nó cũng thay đổi theo. Có nghĩa là trang web của chúng ta đã được bị xử lý. Nào, mỗi lần nào nó cũng được combine và thực thi lại. Ở trong trang này tôi sử dụng cache. Nhưng các bạn sẽ thấy là ở đây thời điểm tôi bấm là 29, thời gian là 3:50:29 ha. Nên tôi chọn một cái khác. Nhưng các bạn sẽ thấy thời gian vẫn là 3:50:29 và thực tế nó vẫn là cái trang thứ nhất. Nào, 3:50:29. Rồi, đến khi sau cái khoảng thời gian cache thì nó mới cho phép chúng ta thực xử lý lại cái trang web. Nếu không trong cái khoảng thời gian nó cache thì nó vẫn trả về cái trang cũ. Thì rõ ràng ở đây tôi đang sử dụng cái trang là trang một cái thông tin là list view, nó có hiển thị cái phân trang. Như vậy thì ở cái trang đầu tiên và cái trang cuối á, đáng lý á, là những cái lần request từ những cái trang này nó phải khác nhau. Đúng không nè? Thì đây chúng ta sẽ sử dụng cái cơ chế là dùng thuộc tính là vary by param và truyền cái tham số param, đó là tham biến của cái page. Ví dụ ở đây tôi chọn vào cái trang page 2 thì tôi sẽ truyền cái page number bằng 2. Các bạn sẽ thấy là ở cái page number bằng 2 thời gian là 3:51:44. Đúng không nè? Tôi chọn sang bay 5, 3:51:51. Nhưng khi tôi quay trở về 5:23 vẫn 3:51:44. Có nghĩa là tôi sẽ cache cái giá trị theo từng trang một. Nếu như tôi chọn lại bay 5 thì cái giá trị không có thay đổi. Nên cái trang này không bị xử lý lại. Bản chất là cái trang này đã được lưu trong bộ nhớ rồi. Những cái cách làm là như sau ha. Sử dụng cache, chúng ta sẽ bổ sung vào trong cái phần chỉ thị trang và output cache. Ở đây tôi sẽ quy định là 20 giây. Tuy nhiên để cache mà có thay đổi theo từng trang thì chúng ta ở đây tôi sẽ tạo một cái user control là my read view. Ở chỉ thị trang của cái control tôi sẽ thực hiện cái thao tác là báo cho biết là cái control của chúng ta bị cache và thời gian cache là 6, giả sử đây là tôi cache 60 giây, và nó sẽ thay đổi theo cái vary by param là page number. Thì mỗi lần người dùng
click vào trong một trang. Tức là ta sẽ do cái thằng databaser xử lý, cái control database đấy, thì chúng ta sẽ quy định báo cho cái database của chúng ta bây giờ nó sẽ có add thêm cái query string là number page, page number lên trên cái đường dẫn URL để mỗi lần khác nó biết đây là hai cái trang khác nhau. Thế để lưu một phần trang web thì chúng ta có thể sử dụng cái lạng control caching. Như hồi nãy tôi đã giới thiệu cho các bạn là tôi sử dụng cache ở trên phía control. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng là post cache substitute, cách thiết lập output cache cho toàn bộ website. Tuy nhiên, quy định những cái vùng substitution có thể cho phép thay đổi. Có nghĩa là sao? Mặc định thì tôi cache toàn bộ trang web. Tuy nhiên có những cái vùng trang web mà có thể bị thay đổi thì tôi sẽ sử dụng cái thằng substitution để cho phép thay đổi nội dung. Thì cái cách nó như sau ha. Các bạn sẽ sử dụng cái control của trong ASP là ASP substitution, và method name là một cái hàm nào đó. Và trong cái hàm này chúng ta sẽ generate ra cái giá cho cái nội dung mà chúng ta muốn hiển thị lên ở cái vùng này. Mặc định tất cả những cái thông tin khác trong cái trang sẽ được cache lại trừ cái vùng substitution. Loại cuối cùng là chúng ta lập trình để tự lưu những thông tin chúng ta mong muốn vào trong bộ nhớ cache. Thì để lưu xuống chúng ta sử dụng cái biến là biến cache book, đây cái tên của biến gắn bằng giá trị, để quy định thời gian tồn tại cho cái giá trị mà chúng ta lưu trữ. Chúng ta sẽ sử dụng là cái biến cache.insert cái gì book đây. Ví dụ như câu là insert book b null, insert một cái biến khác là tên là book, giá trị truyền vào là cái cuốn sách chữ b, là cái đối tượng b, và cái thời gian là absolute expiration, thời gian expire sau 2 phút kể từ lần truy cập cuối, from time span là from minute, tức là kể từ lần truy cập cuối 2 phút. Hoặc là chúng ta sẽ cho nó expire trong vòng 2 phút, là sau 2 phút thì nó sẽ expire. Đọc lên thì truy xuất lại cái biến case. Như vậy tổng kết ha. Chúng ta có các biến trạng thái có thể chia sẻ cho người dùng và chia sẻ trên những cái trang web khác nhau. Thì tổng kết ra ở cái bảng này tôi sẽ để cho bạn thấy là trạng thái thì có hai loại trạng thái. Các trạng thái được lưu trên phía trình duyệt của người dùng, hay là trạng thái được lưu trên server, trên bộ nhớ. Ngoài ra còn có cái trạng thái lưu trong database, đây tôi không nhắc tới. Thì sự khác biệt của những cái biến trạng thái này là gì? Đối với view state á, ở phía client á, nếu những trạng thái mà lưu phía client thì chỉ chia sẻ cho một người mà thôi. Tức là của người nào thì người đó có thể truy xuất vào trong trạng thái của người đó. Sự khác biệt ở chỗ là cái biến đó nó được truy xuất được trong bao nhiêu trang. Thì ở phía client view state thì chỉ có nằm trong cái trang nào postback thì mới truy xuất được cái view state. Tương tự hidden field postback trong query string thì thực chất nó là hai, tức từ trang này truyền qua trang kia, nhưng mà bản chất là chỉ là một mà thôi, tức là từ trang này tôi truyền qua trang kia thì chỉ có trang kia nhận được mà thôi. Thì đó là một, chỉ nằm trong một trang web. Cái cookie thì lần nào người dùng truy cập vào trong cái trang web á, thì cái file cookie này cũng đều được gửi lên bất kỳ cái trang web nào trong cái site, nên đó nó được chia sẻ bởi n trang web, là bất kỳ trang web nào trong site cũng có thể truy xuất vào cái file cookie này. Trên server thì có ba loại là section, application và cache. Cả ba loại này được lưu trên bộ nhớ. Tuy nhiên cái section thì nó gắn chặt với người dùng, là chỉ người nào thì người đó mới truy xuất được vào trong cái section của họ. Còn ngược lại, hai biến application và cache thì nó được lưu, nó được chia sẻ với nhiều người, tức là bất kỳ ai cũng có thể truy xuất vào trong cái vùng nhớ cache này. Và cái biến application là bất kỳ cái trang web nào cũng có thể truy cập vào trong web cái biến application. Tương tự thì sự khác biệt của những cái biến trạng thái là sự chia sẻ của ba số lượng người dùng và số lượng web page, thì tùy vào cái nhu cầu thực tế, cái ứng dụng thực tế chúng ta sẽ phân tích để xem là chúng ta nên sử dụng cái loại
nào, loại trạng thái nào để lưu trữ. Và nếu như chúng ta chỉ chia sẻ trạng thái trong một trang thôi á, thì chúng ta sử dụng ba cái trên. Cho một trang cho một người hay chúng ta sử dụng ba cái trên. Nếu như chúng ta chia sẻ trạng thái cho nhiều trang mà chỉ cho một người, tức là một người truy xuất vào trang detail, trang trang danh sách sản phẩm, trang giỏ hàng, hay đều muốn thấy cùng một thông tin, thì chúng ta sẽ sử dụng cookie hoặc là section. Sự khác biệt cookie section là nằm ở cách lưu trữ của nó. Trong trường hợp chúng ta muốn lưu trữ cái, thực hiện cái trạng thái là cho phép nhiều người nhìn thấy cùng một thông tin ở nhiều trang khác nhau, thì chúng ta sẽ sử dụng application hoặc là cache. Nè, thì cái biến application thì nó mang tính ứng dụng, còn cái biến cache nó mang tính là cải thiện cái hiệu năng của người dùng. Đó là kết thúc của bài hôm nay ha. Xin chào các bạn.